Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Nhà Phương Đông. Bạn hãy nhấn nút theo dõi và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video chia sẻ nào của chúng tôi. Và hãy nhấn like, share để Nhà Phương Đông có động lực để ra video mới mỗi ngày nhé. Hôm nay Nhà Phương Đông sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu nhà 2 tầng hiện đại mang mã số BT292247. Đây là thiết kế đã được chúng tôi thực hiện và chia sẻ lại hồ sơ phần kiến trúc với giá vô cùng ưu đãi, chỉ 4.999.000 đồng. Đừng bỏ qua cơ hội để các bạn sở hữu một hồ sơ chất lượng với chi phí vô cùng tiết kiệm so với những hồ sơ thông thường này nhé. Quý vị và các bạn cũng có thể tham khảo hàng ngàn mẫu nhà đẹp khác được Nhà Phương Đông chia sẻ trên website nhadep274.com. Kho bản vẽ của chúng tôi chắc chắn sẽ giúp các bạn chọn lựa được mẫu nhà ưng ý nhất, giúp bạn hoàn thiện được ý tưởng về ngôi nhà tương lai của mình. Quay lại với hồ sơ BT292247, đầu tiên mời các bạn tìm hiểu phối cảnh tổng thể nội thất mẫu nhà. Có kích thước chiều rộng là 13,7m, chiều sâu là 10,5m, diện tích sử dụng khoảng 225m2. Ngôi nhà có công năng bao gồm: một phòng khách, một phòng thờ, một bếp ăn, một phòng sinh hoạt chung, 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, một gara, một sân phơi và một sân chơi. Đây là một thiết kế với phong cách hiện đại rất đẹp và tiện nghi, dành cho những gia chủ có quỹ đất và mức thu nhập trung bình. Trên hình ảnh các bạn có thể thấy, từ cửa chính bước vào, không gian đầu tiên chúng ta bắt gặp là phòng khách rất rộng rãi với diện tích 31,1m2, được các kiến trúc sư bố trí một bộ sofa gỗ bọc da có tông màu lạ mắt, nổi bật trên nền sơn và gạch cát trắng sáng. Đây sẽ là nơi gia chủ ngồi tiếp chuyện, uống trà cùng những vị khách quý tới chơi. TV được đặt trên kệ sát tường, quay về hướng bàn trà, hai bên đặt hai bình hoa tươi, vừa mang tới những sắc màu tây mát sinh động, vừa mang ý nghĩa phong thủy tốt lành. Góc bên này là một tủ với những ô nhỏ, để gia chủ đặt đồ trang trí nghệ thuật, sách hay rượu, giúp tăng tính thẩm mỹ cho căn phòng. Chúng tôi không đặt quá nhiều đồ nội thất ở đây, để giữ lại không gian đệm và lối đi rộng rãi, mang tới cho gia đình một không gian tiếp khách sang trọng và tinh tế. Một xu hướng đang được rất nhiều gia chủ lựa chọn cho ngôi nhà tương lai hiện nay, đó là thiết kế phòng khách liên thông với khu vực bếp ăn. Cách thiết kế này không chỉ giúp tạo ra một không gian mở, thông thoáng và mát mẻ, đồng thời cũng tiết kiệm chi phí hơn cho gia chủ. Khu vực bếp ăn được phân chia rất rõ ràng với bếp nấu, kệ tủ kê sát tường, còn bộ bàn ăn được đặt lui ra phía trung tâm, gần phía cửa sổ. Căn bếp đầy đủ tiện nghi này sẽ mang tới cho gia đình những món ăn ngon nóng sốt mỗi ngày, và trong những dịp lễ Tết tụ họp đông người thì gia chủ vẫn có thể đặt thêm bàn ghế ăn vào phần không gian trống còn lại. Cửa sổ với những ô kính lớn xung quanh sẽ giúp không gian có sự thông khí và thu hút được nguồn ánh sáng mặt trời một cách tốt nhất. Góc phía bên này được bố trí một phòng vệ sinh 2,9m2 sử dụng chung cho tầng 1, rất kín đáo và sạch sẽ. Ở căn biệt thự này thì phòng thờ 10,1m2 được đặt ngay ở tầng 1 chứ không đặt trên tầng 2 như các mẫu nhà khác. Điều này sẽ rất thuận tiện để gia chủ có thể chăm sóc, lau dọn và thắp hương hàng ngày, nhất là với những gia đình có người lớn tuổi, gặp khó khăn khi lên xuống cầu thang. Vì được đặt trong một phòng riêng biệt và có cửa ra vào riêng, nên dù đặt ở tầng 1 thì đây vẫn sẽ là một không gian thờ cúng hết sức trang nghiêm và yên tĩnh. Các bạn có thể thấy vị trí phòng thờ và các đồ nội thất đã được chúng tôi tính toán, bố trí cẩn thận để đúng với những nguyên tắc trong phong thủy, mang tới những điều may mắn, tốt lành cho gia đình gia chủ. Thiết kế này cũng có một gara 17,4m2 được tích hợp ngay ở tầng 1, với một cửa đi từ phòng khách và một cửa cuốn dẫn ra sân, gara thoải mái để xe và dễ dàng đi ra vào, giúp gia chủ thuận tiện khi đi lại, tránh những ảnh hưởng xấu của thời tiết và còn tiết kiệm chi phí hơn là xây hầm hay xây nhà để xe riêng biệt. Với 4 phòng ngủ, mẫu nhà rất thích hợp cho các gia đình có từ 2 đến 3 thế hệ cùng chung sống. Trong đó một phòng diện tích 14,7m2 được đặt ở tầng 1, thiết kế khép kín có vệ sinh riêng 5,3m2, 3 phòng ngủ còn lại được bố trí ở tầng 2. Trong đó 2 phòng ngủ diện tích 11,9 và 13,5m2 sẽ cùng sử dụng vệ sinh chung 2,8m2, còn phòng ngủ 12,7m2 được thiết kế khép kín với vệ sinh riêng 2,9m2 giống như phòng ở tầng 1, đều rất thuận tiện cho các thành viên trong sinh hoạt hàng ngày. Hệ cửa sổ xung quanh sẽ giúp các phòng ngủ luôn sáng sủa và mát mẻ, mang tới không gian nghỉ ngơi riêng tư và thoải mái. Nếu như phòng ngủ là không gian mang tính cá nhân, thì phòng sinh hoạt chung 14,8m2 ở đây sẽ là nơi các thành viên có thể cùng ngồi trò chuyện, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Đồng thời đây cũng là không gian đệm dẫn tới sân chơi 11m2 và sân phơi 17,9m2. Gia chủ có thể sử dụng linh hoạt các khoảng không này để đặt bộ bàn ghế ngồi uống trà, trồng cây hoa cảnh hay để phơi đồ cũng đều rất phù hợp. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu sơ qua về cách bố trí các phòng công năng. Tiếp sau đây, mời các bạn cùng Nhà Phương Đông ngắm nhìn những hình ảnh phối cảnh ngoại thất 3D khác để hiểu rõ hơn về thiết kế này nhé. Căn biệt thự đã đáp ứng được nhu cầu về không gian sống và chi phí xây dựng của chủ đầu tư với thiết kế vuông vắn. Công trình gây ấn tượng nhờ sự phối màu hài hòa,
sang trọng cùng việc lựa chọn vật liệu hiện đại mang tới một không gian sống mở thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên. Căn nhà được sử dụng kiến trúc mái nhật đua rộng, giật các vì đối xứng. Hệ mái có độ bằng cao, độ dốc vừa phải, đủ để thoát nước mưa, chống ngấm rột mà vẫn tạo một khuôn mái cân bằng đồng đều cho tổng thể. Ngôi nhà nổi bật với những hình khối mạnh mẽ, dứt khoát, phần nền nhà tôn cao, có hệ thống bậc tam cấp được ốp đá hoa cương, sáng bóng dẫn lối từ sân vào nhà, kết hợp cùng tông màu trắng xứ làm chủ đạo, nổi bật lên những mảng tường sơn trang trí, ốp đá ghi xám, ốp gạch giả gỗ tông nâu, tất cả mang lại một vẻ ngoài hút mắt, độc đáo hiếm có. Thay vì sử dụng vật liệu gỗ để lắp đặt cho hệ thống cửa, các kiến trúc sư của chúng tôi đã lựa chọn chất liệu kính cường lực, khung nhôm tông đen để tô điểm thêm sự sang trọng và hiện đại cho công trình. Với giải pháp này, không gian sống sẽ trở nên thông thoáng và mát mẻ hơn khi những ô kính lớn đón gió và ánh sáng cực kỳ hiệu quả, đồng thời cửa kính cũng dễ dàng lau chùi và tiết kiệm chi phí cho chủ đầu tư. Tại tầng 2, ngôi nhà được thiết kế với sân chơi và sân vơi rộng rãi, kết hợp hệ thống lam che bằng nhôm giúp chắn bớt nắng mưa, mang lại khoảng không gian lý tưởng để cả gia đình cùng nhau tận hưởng không khí trong lành, hoặc các thành viên cũng có thể vui chơi ở sân vườn rộng rãi với một hồ cá tuyệt đẹp và những bồn cây xanh, hoa cảnh, thảm cỏ tươi mới. Thiết kế gara ô tô tích hợp ở tầng 1, hướng ra cổng cũng sẽ rất thuận tiện cho việc di chuyển của gia đình. Đây quả thật là một mẫu biệt thự đẹp với chi phí hợp lý, đúng không các bạn? Hãy nhấc máy và liên hệ ngay với nhà Phương Đông tại hotline 0888 625 888 để được tư vấn miễn phí nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.